Sáng mùng 4 tháng 8, tại khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang Đắk Nông tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang Đắk Nông. Nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang Đắk Nông được đặt tại khu công nghiệp Tâm Thắng với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, công suất 200.000 tấn NPK và 4.800 tấn kali san phát năm. Nhà máy đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho gần 200 lao động. Việc hoàn thiện, đưa nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân tỉnh Đắk Nông và khu vực Tây Nguyên.